phần tiếp theo là hấp dẫn lắm. Cái Nguyên thích con quá rồi, đó phải tùy con quyết định. Bây giờ Thảo Nguyên chọn ai? Con phim với con bé ăn. Nhưng mà dự án được chọn vào vòng trong có thể triển khai liền sẽ là dự án của bé. Thảo Nguyên. Con xin chào cô Thư, chú Bảo, cô Vân. Dự án của con có tên là cây tre nhỏ. Cây tre có 3 phần: rễ, thân, lá, tương đương với 4 bộ sách của con. 2 bộ sách phẩm chất, 1 bộ sách tư duy, 1 bộ sách kỹ năng. Con làm những bộ sách này để cho các bé ít coi tivi và điện thoại lại và sẽ đọc những bộ cuốn sách để hiểu biết nhiều hơn. Con, đối tượng của con là những phụ huynh có em bé từ 1 tuổi đến 5 tuổi, từ 3 tuổi cho đến 7 tuổi. Dự án này con làm là bởi vì con muốn phụ mẹ con và con muốn các bé xem ít điện thoại, TV, iPad. Con bán hàng online và con quay clip để con đăng lên Facebook của mẹ con. Con bán hàng. Con mong muốn các cô chú sẽ giới thiệu món đồ chơi này cho các phụ huynh khác. Và mentor của con chính là chú Nguyên. Con mời chú Nguyên. Dự án của bé là bộ sách cây tre nhỏ. Nghĩa là xuất phát là bé thấy em mình chơi điện thoại, iPad. Rồi cũng không muốn là em mình chơi iPad, điện thoại như vậy nữa. Cộng với lại là thấy mẹ là làm những cái sách này ở nhà, thì sau đó bé mong muốn là cùng làm với mẹ để mà phát triển ra cái bộ sách. Và bé mong muốn là gửi đến các cái phụ huynh và các bạn nhỏ cái thông điệp đó là hãy cho con đọc sách và đọc sách cùng với con, thay vì là để cho con chơi iPad, chơi game hoặc là chơi điện thoại. Đó thì cái thông điệp của cái dự án và cái mong muốn của bé là như vậy. Và hiện tại thì bé đang bán online, bắt đầu bán online trên trang của mẹ. Thì cũng đã bán được một số các cái bộ sách này rồi. Và bé mong muốn là các cái cô chú coi sẽ giúp cho bé chia sẻ những cái bộ sách này, chia sẻ cái thông điệp này đến cho càng nhiều bạn nhỏ và phụ huynh càng tốt. Chứ bé không có kêu gọi về cái đầu tư về tiền. Đấy thì bé mong muốn là kêu gọi về cái sự ảnh hưởng của các cô chú ở đây đến nhiều phụ huynh và các bé hơn nữa. Đó là cái thông điệp của bé. Con mong muốn các cô chú sẽ giới thiệu cuốn sách này cho nhiều em bé hơn, nhiều em bé sẽ đọc được. Và con muốn một tháng các cô chú sẽ giới thiệu dùm cho con và bán được dùm cho con 400 cuốn. Con xin mời các cô chú nhận xét. Cảm ơn con. Rồi, đầu tiên thì chú nhờ con là cho cô chú xem các sản phẩm gần hơn. Chú thấy là em con đang mãi mê chơi quên luôn rồi đó. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Hiện tại là ai đang sản xuất những cái cuốn sách này con? Chà, công phu quá. Con ngân thắc mắc á, làm với một sản phẩm như vậy thì mẹ con mất bao nhiêu thời gian để làm thành một sản phẩm?
Dạ, từ 4 tiếng đến 5 tiếng. Wow, từ 4 tiếng đến 5 tiếng, rất là công phu. Rồi với một thành phẩm như vậy thì con đã định giá thành cho một sản phẩm của con chưa? Dạ rồi. Rồi, ví dụ như cái quyển sách Chú Dê Đen rất là dễ thương trên tay cô Ngân nè. Có con cừu, có con sói. À, con dê chứ, đúng rồi, dê trắng, dê đen với con sói. Thì một quyển sách như vậy là bao nhiêu hả con? Dạ, một quyển sách này là 350. 350, mình mất tới 4-5 tiếng nhưng mà giá thành là chỉ có 350 thôi. Nếu trong trường hợp các cô chú ở đây giúp đỡ cho con làm cái dự án này phổ biến, tuy nhiên là sau một thời gian, bởi vì cái ý tưởng nó quá hay, trên mạng bắt đầu tràn lan rất là nhiều những cái ý tưởng tương tự, và người ta làm không phải là handmade nữa mà người ta sử dụng máy móc chẳng hạn để tạo nên nhiều những cái thành phẩm hơn, rút gọn lại cái thời gian sản xuất. Tại vì là 4 đến 5 tiếng thì chỉ còn có 15-20 phút đã tạo nên một thành phẩm rồi, và bán với mức giá rẻ hơn của con rất là nhiều. Vậy thì lúc đó mình dự định làm gì? Lúc đó con sẽ làm những cái món đồ chơi, và những cái món đồ chơi này đẹp hơn nhiều, và có nhiều món đồ chơi vui hơn để con có thể bán và khác biệt với mọi người. Ồ, tức là lúc đó con sẽ tạo thêm nhiều những cái nội dung hơn đúng không? Còn cái khác biệt của con là con sẽ đi trước người ta bằng việc tạo nên nhiều những cái nội dung khác biệt, đúng không? Rồi, cảm ơn Nguyên rất nhiều nha. Chú Bảo thì không đồng tình với... Con đừng có lo cái chuyện đó, con cứ tập trung con làm cái của con làm, đúng không? Thật sự cái này rất là đẹp. Mà con không, chú Bảo là không biết là con có bao nhiêu cuốn, là đếm đây thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuốn. Cuốn nào chú cũng muốn mua hết á. Tại chú cũng có con, thì chú thấy rất là hay. Không những hay mà nó còn chuyên nghiệp nữa. Tức là từng nhân vật ở trong đây nó rất là chi tiết. À, có nghĩa là bởi vậy chú mới nói là chú không đồng tình với cô Ngân là vậy, là con cứ làm đẹp, ai bắt chước kệ người ta. Mình cứ làm chuyện của mình đi. Thấy không? Con cứ tự nhiên, chứ cứ tối ngày con cứ lo người ta bắt chước con không làm nữa con buồn lắm, đúng không? Cái này là con với mẹ con làm. Dạ. Hiện tại thì cho chú hỏi thêm là con bán được bao nhiêu rồi? Từ lúc mà con đi theo chú Nguyên. Dạ, con bán được 45 cuốn cho hai trường mẫu giáo. Thấy chưa, ghê chưa? 45 cuốn. Rồi, tuyệt vời. Xin các coi ủng hộ truyền bá cái này đi. Chứ con không có xin thêm tiền gì hết. Tại con có con và mẹ con với em con có khả năng làm rồi. Thì chú hoàn toàn ủng hộ. Con cần cái gì nè, chú có thể cho con trưng bày những cái này ở store của chú luôn. Ai đi ngang mà thấy thích bán, con bán, chú trả cho con lại 100%. Rồi nha, đó là một chuyện chú hứa. Còn nếu như mà con muốn bán online mà có khó khăn gì á, thì chú có thể hỗ trợ con, ví dụ như làm video hoặc cái này cái kia nha. Khi mà con cần thì chú sẽ giúp. Rồi, cảm ơn con. Cô muốn hỏi là những cái ý tưởng đó là nó đến từ đâu mà con có những cái ý tưởng để con làm những cái sách hả con? Tại vì con thích những cái trải nghiệm khác, giống như là con thích chơi câu cá nhưng mà con lại không đi chơi được, hay là em con muốn chơi bằng những bộ đồ giả dạ này thì mẹ con sẽ làm cho em con chơi. Con suy nghĩ ra. Thông minh quá. Thì lúc nãy chú Nguyên có nói là con đang cần marketing, thì cô thì là bên chỗ về mảng thể thao, nhưng mà cô có thể giúp con bằng cách là, tại vì cô cũng có một cái lượng follow trên Facebook, thì cô có thể mua những cái sản phẩm của con cho các bé nhà cô chơi, và cô quay clip và review sản phẩm cho con. Ngoài ra thì bạn bè của cô có rất là nhiều phụ huynh, có nhiều các bé nhỏ, thì cô sẽ truyền bá cái sản phẩm đó để giúp cho con tăng cái khả năng kinh doanh hơn. Cảm ơn cô Thư. Cho cô Ngân hỏi con đó là tại sao lại là vải mà không phải là những chất liệu khác? Bởi vì nếu như con làm bằng gỗ hoặc là bằng những thứ khác cứng thì em bé chơi, em bé sẽ để dưới đất, mọi người đạp lên mọi người sẽ bị đau, hoặc là em bé chơi em bé quăng trúng đầu em bé, nên con muốn làm cái loại này cho nó mềm, em bé chơi em bé có để trúng đầu cũng không có sao, an toàn ha. Rất là hay ha, ngay từ đầu là đã có cái sự khác biệt với những cái
sản phẩm khác. Vậy là chắc là các cô chú cũng cũng đã hỏi hết rồi phải không? Vậy thì cảm ơn anh Nguyên, cảm ơn bé. Thì mình sẽ gặp lại trong vòng kế tiếp sau khi lắng nghe nhóm kế tiếp trình bày cái dự án của họ. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con nha. Coi, con tên là Nguyễn Đình Khánh Trâm. Hôm nay con rất vui khi được gặp lại các coi trong vòng 3 của Coi Mission Việt Nam. Và trước khi bước vào vòng 3 thì con cũng xin phép được nhắc lại về dự án của mình. Greenbus là tên mà con đặt cho dự án của con. Dự án của con là đầu tư khởi tạo một chuyến xe buýt để phục vụ và đưa đón các bạn nhỏ đến Victoria để vui chơi và sinh hoạt. Và các địa điểm mà dự kiến con sẽ đón và trả khách đầu tiên là ở công viên làng hoa Cò Vấp, con sẽ đi đến Co-op Quang Trung, tiếp theo đó sẽ là siêu thị Lotte ở Nguyễn Văn Lượng, và sau khi đi siêu thị Lotte thì con sẽ đi đến nhà sách Văn Lang và đến Emart, và điểm đến đầu tiên ở Bình Thạnh đó chính là Vincom ở Nguyễn Xí, tiếp theo sau đó sẽ là Vincom Center Park, rồi con sẽ đi qua Thảo Cầm Viên, sau đó con sẽ đến chợ Bến Thành và cuối cùng là công viên 23 tháng 9 để đến Victoria. Và thứ hai đó chính là con đã khảo sát được nhu cầu của các bạn ở trên xe là các bạn muốn có một người hoạt náo viên hóa thân thành những nhân vật cổ tích, và điều này thì các cô chú ở Victoria sẽ hỗ trợ cho con, và người hoạt náo viên đó cũng chính là người quản lý và chăm sóc các bạn ở trên chuyến xe đó. Trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của các cô chú Victoria thì con đã cho vận hành thử một chuyến xe buýt. Và khi do con là hoạt náo viên và sau đó thì con cũng đã hỏi ý kiến của phụ huynh và các bạn thì đa số là đều hài lòng. Nguồn khách hàng của con có thể đáng kể bởi vì con sẽ giới thiệu với các bạn ở trong những ngôi trường mà con đang học, thì khi con làm tốt các bạn sẽ chính là những người quảng cáo cho cái dịch vụ của con để cho mọi người có thể hiểu thêm về dịch vụ của con. Và thưa các coi, là theo như con được biết thì 99/100% các dự án khởi nghiệp của các anh chị đều thất bại bởi vì lý do là nó không được khả thi và không được lâu dài. Tuy nhiên theo con thấy thì dự án của con hoàn toàn là khả thi, bởi vì dự án của con có thể giúp các bạn đến Victoria chơi mà không phải tốn thời gian của ba mẹ, và ba mẹ có thể không phải tốn thời gian nhiều nữa. Và đặc biệt là con có sự hỗ trợ của cô Quế Anh, một coi rất là thông minh và xinh đẹp, nên con nghĩ là dự án của con sẽ chắc chắn là thành công. Nên là con mong các nhà đầu tư sẽ đầu tư cho dự án của con, bởi vì con nghĩ là nó sẽ thành công thôi. Con xin chân thành cảm ơn. Dạ, bây giờ thì con xin mời mentor của con là cô Quế Anh. Con xin mời các coi nhận xét ạ. Nhận xét đầu tiên là cả con và mentor của con rất là xinh đẹp. Đó là cái mà sẽ thu hút tất cả các coi ngồi ở đây đúng không ạ? Em xin phép hỏi chút xíu. Dạ, thì cái chương trình của con đưa ra rất là hay, bởi vì nó sẽ đỡ tốn thời gian những cái cho những cái vị phụ huynh. Nhưng mà cô muốn hỏi là cái giá thành của con á như thế nào, các tuyến đường nó có cái giá thành khác nhau hay không?
Dạ, giá thành của con cho một bạn đi từ ở Gò Vấp, Bình Thạnh hoặc quận 1 đi đến Victoria và đi và về luôn và là 200.000 ạ. À, là từ quận 1 đến Victoria cũng 200 mà dạ, Gò Vấp đến Victoria cũng 200. Dạ. Cô hỏi chút xíu là con thấy nó cô thấy nó hơi bất hợp lý một chút, bởi vì từ cái khoảng cách quận 1 qua Victoria nó gần mà Gò Vấp thì nó xa. Vậy tại sao những cái khách hàng ở quận 1 sẽ nói ủa tại sao nhà tôi gần mà giá tôi nó cũng phải trả như cái nhà ở Gò Vấp vậy con? Cái này mentor xin trả lời chút xíu nha. Yeah. Thực ra thì cái vấn đề này thì Khánh Trâm cũng rất là tư duy, suy nghĩ là bây giờ mình làm cách nào để có thể trả lời cái câu hỏi này cho phụ huynh là giá nó chưa hợp lý theo cái tư duy đó. Nhưng mà cũng xin trả lời với các khoi là cái việc quan trọng nhất mà phụ huynh quyết định mua cái dịch vụ này đó là sự thuận lợi. Nên là cái tư duy này, tức là cái băn khoăn này cũng có nhưng mà nó sẽ ít. Và thường thì phụ huynh sẽ rất là willingly, tức là rất là hài lòng với cái việc là trả tiền cho cái sự thuận lợi của mình. Cũng như là cô Thư cũng, cái câu hỏi này rất là thực tế nha, con phải ghi nhận lại để mình giải quyết cho nó rốt ráo nha. Là cái đoạn đường thì rất xa, từ Gò Vấp lên đây nếu mà thực sự ra mà 200 ngàn như mà Khánh Trâm nói thì thực ra nó lại rẻ. Mà cái bé đi từ quận nhất 200 thì nghe có chừng có vẻ nó hơi mắc một tí. Thì lúc đó là tại vì nó trên cùng một cái chuyến xe và cái dịch vụ trên xe thì các bé lại như nhau. Tức là các bé đều được chăm sóc bởi một anh chị phụ trách gọi là hoạt náo viên. Mà cái nội dung của cái hoạt náo viên này là rất quan trọng. Trên chặng đường các bạn đi, ví dụ đi qua Trần Hưng Đạo, các bạn sẽ tự hiểu tại sao con đường này lại mang tên ông Trần Hưng Đạo và ông Trần Hưng Đạo này là ai, chẳng hạn như vậy. Thì đây nó là một cái chuyến xe rất là ý nghĩa. Đối phụ huynh quan trọng nhất là cái dịch vụ con mình nhận được. Nên cái concern của cô Thư là đúng đó, con ha, mình phải suy nghĩ nha. Nhưng mà sẽ có một cách trả lời thỏa đáng sau này nhé cô Thư. chú Bảo thì nghĩ lại nó có cái đặc biệt đó là như chị Quế Oanh mới nói á, đó là cái sự tiện lợi. Mà khi nói tiện lợi thì phải ít suy nghĩ cho phụ huynh. Cho nên phụ huynh chỉ cần nghĩ thôi 200 là xong, không cần biết là ở đâu hết thì lại hay. Chứ lại phải nghĩ lên dò giá là ở quận nhất bao nhiêu, ở quận Bình Thạnh bao nhiêu, ở Gò Vấp bao nhiêu thì ông, lại thực nó tế mất... là sẽ có đó, à, thực tế là sẽ có câu hỏi đó. Sẽ có nhưng mà mình đánh vậy luôn. Mình đánh vậy luôn, cứ 200 đi. Yeah. Thực sự 200 là đã rất rẻ. Nó định hỏi luôn là con cần đầu tư phần nào là và cái gì cho cái dự án đó. Dạ, là con nghĩ là con cần đầu tư tiền để con có thể thuê xe. Cũng giống như là con nghĩ là con sẽ lập một trang Facebook hay gì đó để có thể gần hơn với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Thì như vậy á, thì để mà hôm nay các con ở đây mà có quyết định đầu tư hay không á, thì cái con số đó nó phải rõ ràng, đúng không ạ? À? Thì có nghĩa là về cái vấn đề gọi là có thực tiễn, có lâu dài hay không thì ai cũng hiểu là có rồi đó. Tại vì con trình bày quá suôn sẻ, quá tốt. Và cái chuyến của con đi, con vạch ra các đường ở trên Sài Gòn này thì thấy rất là hay, có ý nghĩa. Thì cái mà chú còn băn khoăn đó là con cần cái gì, con cần bao nhiêu đó, để chú cân nhắc. Và chú cũng nghĩ là các con ở đây cũng đang sẽ phải cân nhắc. Tại cái dự án nó tốt mà. Thứ nhất là cái tuyến đường của con đi nè, ngày nào hay tuần nào các bạn lên các bạn cũng nghe cùng một câu chuyện, ví dụ như lịch sử là cái đường này như thế nào, cái đường kia ra sao, ông Trần Hưng Đạo ra sao, thì một thời gian nó sẽ trở nên nhàm chán. Thì làm như thế nào để nội dung của chúng ta trên chuyến xe này phải được đổi mới hàng tuần, hàng tháng, đó là một điểm mà mình suy nghĩ. Điểm thứ hai cô Ngân muốn đào sâu hơn về tính khả thi là hiện tại là dự án của mình chỉ dừng lại ở việc phục vụ cho Victoria thôi hay như thế nào. Hiện tại thì chưa có đối thủ nhưng mà lâu dài người ta vẫn copy cái ý tưởng của con thì con làm như thế nào? Ba câu hỏi. Dạ con cảm ơn câu hỏi của cô. Thì câu hỏi thứ nhất con nghĩ là lâu dài thì các bạn đi trên chuyến xe của con, thứ nhất là các bạn sẽ được học hỏi rất nhiều, không phải là một cái nhân vật lịch sử đó con sẽ làm hoài luôn mà con sẽ thay đổi. Và nói chung là mỗi lần đi là sẽ mỗi khác chứ không có giống nhau. Và cho nên là con nghĩ cái việc nhàm chán thì sẽ không thể. Và nếu như mà
có cơ hội thì con sẽ khai thác thêm nhiều chỗ nữa, mình sẽ đi thêm nhiều quận khác nữa cho các bạn ở khắp thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đi trên cái chuyến xe của con để có thể đến Victoria. Lý do mà con chọn Victoria là có thể là Victoria là một khu vui chơi lớn và ở trong đây thì có an ninh rất là tốt, bảo vệ rất là tốt nên là con chọn Victoria. Nhưng mà sau cái thời gian mà con chọn đi Victoria chỉ 2 ngày cuối tuần thôi, nên mà nếu mà có ai thuê xe để đi làm việc hoặc là gì đó các đơn vị muốn thuê xe thì con vẫn sẽ cho thuê. Thật ra thì cô Ngân cũng chỉ còn có một cái concern duy nhất là con cần gì thôi. Tại vì về mentor thì con đã có một mentor quá xuất sắc rồi. Về network thì chắc chắn các cô chú ở đây hoàn toàn sẵn sàng có thể hỗ trợ cho con, cho dù là cái dự án của con có đi vào những vòng tiếp theo hay không. Tuy nhiên là con, ví dụ như con nói là con cần đầu tư, thì đầu tư về mặt tiền chẳng hạn, thì con số cụ thể nó như thế nào, thì tất cả những cái đó là các con ở đây thực sự rất là cần một cái con số cụ thể. Dạ, cái con số mà con tính ra được là khoảng 58,8 triệu. 58,8 triệu. Vậy là quá chính xác rồi, ra con số tới 8 triệu nữa. 58,8 triệu cho cái chi phí vận hành của cái xe bus đó trong tháng đầu tiên. Nhưng mà cái doanh thu của tháng đầu thì cũng kỳ vọng là nó khoảng cỡ chừng 60%. Thì nó sẽ generate được qua tháng sau. Mà 58,8 là con số chính xác, bé tính là chính xác á. Nếu như mà cái coi giống như là cái coi vẫn có những cái thương hiệu thì cũng có thể là sẽ cho các bạn sử dụng cho con, rồi trên xe con cũng sẽ quảng cáo cho các bạn về cái thương hiệu của các coi. Yeah, rồi đồng ý. Ý tưởng rất quá hay. Ví dụ như là một chuyến xe Lego nè. Đó, rồi cô Ngân tính sao? Con cam kết KPI với cô. Quá hay rồi. Cái đó là cô Ngân thích đó. Cảm ơn con. Rồi, dạ, cảm ơn Khánh Trâm rất nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn các coi. Dạ, cảm ơn các coi. Rồi, chào các baby coi và các coi đã quay lại trường đấu. Phải trước khi bắt đầu thì hai baby coi phải bắt tay với nhau đi. Em chỉ. Rồi thì cái vòng này á, để giải thích thêm, chính là cái vòng mà các coi phải tranh luận như thế nào, và các baby coi cũng vậy, để nói về cái dự án của mình là tại sao khả thi, tại sao có tính lâu dài hơn, để thuyết phục các coi được vinh dự ngồi dưới này và đưa đến một cái quyết định. Thì cái hình thức chắc cũng sẽ là hỏi câu hỏi để hai bên suy nghĩ là tại sao cái dự án của mình nó tốt hơn. Con mong các coi sẽ đầu tư cho con 58,8 triệu và con sẽ hoàn lại vốn trong vòng 12 tháng không có lãi suất. Và con cũng mong các coi là sẽ kêu gọi mọi người sử dụng dịch vụ của con ạ. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các con. Con xin nhắc lại, con muốn các coi giới thiệu cho con để con có thể bán được 400 cuốn trong vòng 1 tháng. Con sẽ thiết kế những cuốn đó liên quan tới những công ty của các coi. Ví dụ vô cơ ngân, con sẽ thiết kế cuốn đó có tên là Thế giới Lego. Cô Thư, con sẽ thiết kế cuốn đó tên là Thế giới Bóng Rổ. Con xin hết. Cảm ơn con. Đúng đâu. Rồi, cảm ơn các con. Nguyên thì chú Nguyên thấy là cái dự án của con thì nó là một cái nhu cầu, sẽ đáp ứng được nhu cầu cho phụ huynh rất là lớn. Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái trở ngại nè. Thứ nhất là về cái giao thông ở Việt Nam rất là bất thường và không có thể kiểm soát được. Thì từ đó nó sẽ dẫn đến là cái chi phí của con nó sẽ đổi lên rất là nhiều. Bởi vì là ví dụ kẹt xe một cái là cái chi phí xăng, chi phí mọi thứ nó sẽ tăng rất là nhiều. Nên là cái con số về lợi nhuận đó nó sẽ chưa được đảm bảo. Và tình huống là nếu mà bị kẹt xe đi, đúng không? Chả bé về bị trễ, bố mẹ lo lắng và rất bực bội, bởi vì chưa nhận được, chưa thấy được con của mình về theo cái giờ cam kết của Victoria. Thì con sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Dạ, là về tiền xăng thì con cũng đã
tính là con tính dư ra một phần. Với lại là trong cái thời gian đó thì con tính là từ Victoria đi về Gò Vấp hoặc là từ Gò Vấp đi lên Victoria là 1 đến 1 tiếng rưỡi. Cho nên con nghĩ là cái việc đó thì nó hoàn toàn là khả thi. Bởi vì khi mà mình đi buổi sáng thì cũng không có phải là kẹt xe quá thứ nhiều. Thứ 7 Chủ nhật. Dạ đúng rồi, đi thứ 7 Chủ nhật. Nhưng mà hỏi con nhiều, phải hỏi thêm bên anh Nguyên nè, với Teddy nè. Thì con cũng phải bắt chước như chị, tức là cũng phải có một cái kế hoạch là quảng cáo như thế nào, đúng không? Thì con nghĩ cái kênh nào là cái kênh mà con bán? Hiện hồi nãy là nói là bán online trên Facebook không, không anh Nguyên? Facebook của mẹ. Facebook của mẹ. Facebook của mẹ. Của Hoa Bạc. Của Hoa Bạc, cả hai luôn. Yeah. Rồi. Thì hiện tại cái hiệu ứng nó như thế nào? Nó có tốt không? Mình cần sửa cái chuyện gì? Và cần giúp đỡ từ cái coi là như thế nào? Đó. Thì hồi nãy cũng có hỏi anh Nguyên rồi, thì anh Nguyên chia sẻ thêm là cũng có thể giúp thẳng bé luôn, là anh có ý tưởng gì thì anh cứ chia sẻ, nếu mà các coi ở đây giúp đỡ được thì thấy nó khả thi tốt hơn thì sẽ giúp. Thì thật sự ra là Nguyên làm với lại Teddy cái dự án này á là dành thời gian rất là nhiều. Bởi vì á là cái thực trạng á là người Việt Nam mình á là rất ít đọc sách, mà sách á là một cái cánh cửa để mình mở ra thế giới. Có cái thống kê á là cái số tiền á người dân Việt Nam mình chi cho việc đọc sách với chi cho việc uống bia á là gấp nhau á, là kém nhau á là 10 lần. Nguyên không nhớ không lầm á, 10-20 lần á, hình như là 3.000 tỷ và 30.000 tỷ hay sao á. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai á là iPad và game rồi TV á, làm cho bé rối loạn về tâm trí rồi cận thị rất nhiều thứ. Thì cái việc cái dự án của bé có một ý nghĩa rất là lớn. Nhưng mà hiện tại á là Teddy á đang bán online thì nó chào trong một cái phạm vi của mẹ và những cái network, cái quan hệ của bố mẹ thôi. Thì nó rất là ít. Thì cái mong muốn của Teddy á là mà nhờ các coi á, thứ nhất á là đầu tư. Ở đây không kêu gọi tiền nhưng mà thật sự ra á, nó nhiều hơn tiền nữa. Đó là đầu tư cái thương hiệu của các coi, thương hiệu của công ty các coi, và đặc biệt là cái thời gian các coi. Để mà làm sao bây giờ một tháng là có, làm sao mà bé có thể gửi đến 400 bạn nhỏ, 400 gia đình 400 cuốn sách của Teddy. Và cái mong muốn nữa là mọi người cùng với lại Teddy truyền một cái thông điệp là hãy đọc sách nhiều hơn, hãy cho con đọc sách nhiều hơn thay vì là xem iPad hoặc là xem TV. Là một cái thông điệp mà Nguyên nghĩ là nếu mà lan tỏa ra thì rất là tốt cho cộng đồng. Dù thì cô không phải là mentor của Thảo Nguyên, nhưng mà thực dự án của Thảo Nguyên thì thực sự như là mentor của Thảo Nguyên đã nói, ý nghĩa thì rất là lớn. Một điều rất đơn giản, nếu mà so sánh một cuốn sách á, thì sách của Thảo Nguyên có một chút đặc biệt là bởi vì sách này đòi hỏi phải tương tác. Đây không phải là một cuốn sách như là cuốn sách bình thường là các anh, các chị, phụ huynh có thể mở ra và là đưa cho con để con tự đọc. Đây là cuốn sách đòi hỏi phụ huynh phải tương tác với con, bởi vì nó deliver một cái câu chuyện, và trong cái câu chuyện đó nó có một cái content về giáo dục nhỏ xíu hay là rất xa lạ hoặc là rất gần gũi thì nó đều nằm trong cuốn sách đó. Thì cái này á, nó đánh vào một cái tầng lớp một phụ huynh có cái đánh giá khá là quan trọng về cái việc tương tác với con trong cái việc giáo dục con. Thì đấy là cái ý nghĩa của dự án của Thảo Nguyên. Đối với bé Khánh Trâm á, thì vì nó là một dự án khởi nghiệp nên dự án này thực ra cái vai trò của mentor gần như zero. Cô thì không có tham gia nhiều vào cái dự án của Khánh Trâm đâu. Khánh Trâm là người hoàn toàn từ A to Z. Tới thời điểm này 100% dự án này là một tay Khánh Trâm làm. Từ công tác điều tra nghiên cứu thị trường, từ công tác đánh giá các cái tâm lý của phụ huynh cho đến học sinh, cái sự tự tin của bé trong việc xây dựng toàn bộ cái chương trình để có thể active được cái chương trình này. Cái xe bus của bé là cô gần như là không có tham gia gì cả. Cô cháu cũng không có trao đổi gì nhiều, bởi vì trao đổi nhiều thì nó sẽ mất đi cái tính khách quan. Đó. Nên là có những cái sự khác biệt. Ví dụ như là đối với Khánh Trâm là một dự án hoàn toàn là từ bé. Đối với Thảo Nguyên thì vì Thảo Nguyên còn rất là nhỏ nên có cái sự giúp đỡ từ ba mẹ, từ em. Nhưng mà cả hai dự án đều deliver một cái content rất là quan trọng. Đối với Khánh Trâm là vì nhận thấy một cái điều quan trọng là phụ huynh cũng có thời gian.
Thế giờ nếu không có thời gian mà mình đã cam kết, đã hứa với con rồi thì phải thực hiện lời hứa đó bằng mọi cách. Thì một cái phương tiện nào đó, có một cái cách nào đó không để cho mình giữ lời hứa với con thì đó là dự án của Khánh Trâm. Còn có một cách nào đó để mà mình tương tác với con mỗi ngày mà nhận được niềm vui của con qua một cái cuốn sách thì đó là dự án của Thảo Nguyên. Thì hai chị em thì đều rất là xuất sắc, nên là ngay như bản thân Khoi thì cũng rất là lúng túng, không biết là phải suy nghĩ như thế nào. Trong toàn bộ cái thương vụ này thì cô Ngân nhìn thấy được cái sự tự lập, cái tính ownership trong cái dự án này của Khánh Trâm. Thì cô Ngân đánh giá rất là cao cái dự án của Khánh Trâm. Về phần offer của cô Ngân thì như cô Ngân chia sẻ là ngay từ cái vòng 1 là cô Ngân có những cái yêu cầu về dịch vụ. Và ngay khi mà con hoàn tất cái dịch vụ của con thì cô Ngân có thể tham gia cùng với con, có thể trở thành những khách hàng của Khánh Trâm và thậm chí có thể chia sẻ để cho cộng đồng biết đến nhiều hơn về cái dự án của con. Thì đó là cái phần mà offer của cô Ngân cho cả hai bé. Hai bé rất là giỏi, một bạn là 7 tuổi và một bạn là 10 tuổi mà rất là tự tin ở trên sân khấu. Cô cũng mong là hai bé nhà cô cũng có cái khả năng đó như tụi con vậy. Cái này là cô khen tụi con ha. Về Khánh Trâm thì cô rất là thích cái ý tưởng của con. Cái đó là nó hoàn toàn là thực tế, là bất kỳ một phụ huynh nào mà nghe cái ý tưởng này là họ sẽ rất là thích. Còn về bé Thảo Nguyên, con 7 tuổi, con rất là yêu em, thấy em hay chơi iPad rồi hay chơi máy tính và con nghĩ ra một cái idea để giúp cho em không có chơi những cái đó nó hại mắt rồi nó sẽ ảnh hưởng những cái trí não không có tốt. Thì con đánh giá rất là cao của con ở điểm đó. Nhưng mà về chọn giữa hai bên thì chắc là cô thích Thảo Nguyên hơn. Và cô, cái offer của cô dành cho con là cô sẽ có một cái đội ngũ media để giúp con làm một cái video để con review những cái sản phẩm cũng như là truyền đạt được cái thông điệp là hãy bỏ những cái iPad, TV rồi máy tính để đọc sách nhiều hơn, để mở cái thế giới quan cho những cái trẻ em được đến với nhiều kiến thức hơn, sâu rộng hơn. Con cảm ơn cô. Vì chú Bảo, thì như hai cô thì đã trình bày những cái đặc biệt và những cái hay của từng dự án. Thực sự ra ai ở đây cũng sẽ đồng ý là dự án tụi con rất tốt. Đặc biệt là ở cái lứa tuổi của tụi con là nó quá tốt rồi. Thì chú cũng sẽ đưa ý kiến chú nhanh thôi. Và chú sẽ nói tại sao, đó là chú sẽ chọn Khánh Trâm. Tại vì chú đánh giá cái dự án nó mang tầm lớn hơn là một. Cái thứ hai là nó sẽ có rất 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 nhiều cái khó khăn khi mà con bắt đầu làm. Và chú thực sự chú quyết định như vậy là để chú thấy được là con sẽ tiếp tục nó như thế nào. Cho nên lý do chú chọn dự án của Khánh Trâm là như vậy. Thì các cô chú ở đây sau khi đã cân nhắc thì đã bàn bạc, cũng có nhiều bàn cãi với nhau, nhưng mà cuối cùng quyết định là dự án thắng ở vòng này chính là dự án của Khánh Trâm. Chúc mừng con Khánh Trâm. Chúc mừng chị Kha, cảm ơn em. Vậy là cái cuốn sách của con nha, con sẽ làm việc với chị Khánh Trâm ha. Để chi? Để trên chuyến xe đó mình sẽ giới thiệu cuốn sách của con nữa, đúng không? Thì mình phải hợp tác với nhau ha. Rồi, chúc mừng con nha. Chúc mừng con giỏi quá. Vẫn còn rất nhiều dự án thú vị, và hãy chờ xem những tập mới của Thương Vụ Tí Hon.